Alo, xin chào các bạn. Hôm nay hàng nó về các bạn là nó về dòng 551 cổ điển rất là đẹp luôn các bạn. Thì cái dòng cổ điển này là cái dòng cổ điển này của Levi á, đợt này rất là đẹp các bạn. Thì các màu màu xanh, màu xanh đá, màu nhạt, màu đen đều có hết các bạn. Thì hôm nay á mình mới quay được này, nó về khoảng khoảng trăm mấy cái các bạn. Thì cái màu cổ điển này là mình về á thì mình bán rất là nhanh các bạn. Thì bây giờ mình mới quay lên, thì các bạn nào coi video thì nhớ chốt nha, đây là màu cổ điển 551. Thì các bạn biết rồi, cái dòng cổ điển là vải rất là đẹp đó, rất đẹp các bạn. Thì đây là cái dòng cổ điển màu xanh ingot, màu xanh rất là đẹp các bạn. Thì cái này á thì mình bán 1,2 triệu nha các bạn. Thì đây là mình bán giá sale, mình mua sale ở Dubai Mỹ các bạn, ở bên Mỹ thì mua rất là cực các bạn. Riêng cái dòng 551 á thì bây giờ hãng nó bán toàn là 79 đô trở lên các bạn. Thì mình mua sale hoặc giảm giá hoặc là có những cái cút mình mua các bạn. Thì màu này màu xanh, thì ở đây nó có size 31/30. Thì riêng cái dòng cổ điển là cực kỳ đẹp của Levi's nha các bạn. Thì 148 năm của Levi's là cái dòng 551 là dòng đẹp nhất, mà chất vải cũng đẹp nhất các bạn, chất vải cotton 100%. Thì dòng cổ điển thì thường là chất vải nào cũng đẹp nha các bạn. Thì size thì nó có size 29, 30, 31. Cái này size 31 các bạn. Cái màu xanh này size 31. Nó sản xuất ở Ai Cập, Pakistan, Mexico các bạn. Mà thường là sản xuất ở Ai Cập là nhiều. Đây là cũng là một màu xanh các bạn. Thì mã code này là 0015 các bạn, là cái mã màu á. Ở trong là có cái mã màu rồi các bạn. Là 00501, 015 là đây là cái mã màu các bạn. Đó, cái mã màu nằm ở đây. Đây là mã code. Còn cái chiều dài của quần á thì ví dụ như các bạn thấy size 30 nè, nhiều nhiều anh hỏi chiều dài cái eo quần á, thì size 30 trong này nó ghi, đo là nó ghi là 76 đến 78 nè các bạn. Nhớ nha. Thì nó ghi ở trong trong cái tem riêng để vai, thì trong tem luôn. Thì ở đây mình bán hàng hàng giảm giá, hàng mới 100%, hàng mua tại Levi's của Mỹ các bạn. Thì mình mua sale. Nếu mà cái quần này không sale á thì nó tới 20 mấy lần các bạn. Nên ở đây là mình bán, mình mua, mình canh được, mình mua được số lượng giá sale nha các bạn. Nên nó mình tính tiền cước, tiền vận chuyển đồ về Việt Nam mình bán không lời bao nhiêu. Nếu cái quần ở đây ở Việt Nam bán tới 20 mấy lần. Nhưng mà đây là của thị trường Mỹ. Riêng mắc cái device cổ điển này tìm ở store Việt Nam rất là khó các bạn. Tại store Việt Nam nó ít bán cái dòng này, device nó ít bán cái dòng này ở store Việt Nam lắm. Nên các bạn nên nhớ nha. Đây là hai màu xanh. Màu xanh rất đẹp các bạn. Màu xanh cực đẹp luôn. Nếu mà nói về device thì 551 là chất cực đẹp. Mà chất cotton á thì mặc cái quần nó đứng cái quần nó rất là đẹp các bạn. Càng mặc nó càng đẹp. Thì đây là màu xanh. Đây là màu xanh đậm hơn, C 30/30. Màu xanh đậm hơn. Đó, màu xanh là đậm hơn, chắc cũng là chất cotton. Đó, màu xanh rất là đẹp luôn các bạn. Mấy màu xanh đây gọi là màu xanh cổ điển. Đó, gọi là cổ điển, dòng cổ điển các bạn. Dòng đi vay cổ điển. Thì dòng cổ điển là nó có cái lâu đời nhất của đi vay Mỹ các bạn. Thì 148 năm rồi đó. Đây là size 30/30. Đó, ống thì khoảng 19 đến 20. Nhớ các bạn. Thì nó cũng sản xuất ở Ai Cập và Pakistan. Đó, cái này thì device á thì các bạn nút á thì các bạn cứ giật nó ra vậy. Đó. Đó, rất là dễ các bạn, còn gài thì các bạn gài cũng rất là đơn giản. Đó. Thì nó làm mà nút đây thì nó khó hư, không bao giờ hư. Dây kéo cái hồi nó vài năm nó hay trục trặc nhưng mà nút nó không bao giờ hư các bạn. Đó. Thì riêng cái dòng 551 là cái dòng nút. Dòng nút. Nhất là người Nhật các bạn, người Nhật họ mê 551 lắm nha các bạn. Cực kỳ. Đây là màu xanh đậm, size 30/30. Thì mấy màu xanh này á, màu xanh dạng cổ điển truyền thống nó rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn thấy chưa? Màu đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Thì khách hàng á, mấy anh mấy chị mua của shop mình nó rất là nhiều rồi, mua mấy năm rồi thì biết mình là bán hàng như thế nào rồi. Thì từng tải những anh chị đó cũng là mua hàng hàng chính hãng hết, một là trong store hay là mua hàng tây ở chỗ khác. Đó. Thì ở Việt Nam mình nó bán rất là nhiều các bạn đó, bán cũng khoảng giá 1,4 triệu, 1,5 triệu cũng có, 1,6 triệu cũng có các bạn đó, nhiều lắm. Mà sách tay người bán nhiều, quan trọng chỗ nào bán hàng chính hãng uy tín mà đẹp lắm các bạn, thì chắc anh chị thường sử dụng là cũng biết hết rồi.
Thì ở chỗ mình đó thì mua đó thì khách lạ đó thì phải đặt cọc 100 đến 200. Còn khách nào quen á thì khỏi đặt cọc. Mà các bạn mua hàng á, các bạn nhận hàng á rồi xong mình đổi miễn phí cho các bạn, uy tín 100%. Còn anh chị nào mà cảm thấy mà không tin tưởng thì hoặc là không biết mình biết hàng xịn hay gì đó thì cứ mua thử, hoặc là không tin tưởng thì không mua, không sao hết nha các bạn. Tại hàng ở đây mình đang về là mình về bán rất là nhanh. Thì ở đây bán hàng xịn nó nổi tiếng rồi, là ai cũng biết. Đây là quần 511. Cái quần 511 này gọi là cái slim fit các bạn, thì nó có size 31 trên 32, màu đây là màu xanh, cũng là màu xanh truyền thống đó. Nhưng mà riêng cái 511 là nó là gọi là slim fit, nhưng mà nó có co giãn, tại vì nó ôm á, là nó vừa đó, nó vừa thôi, ống khoảng 17 thì nó vừa thôi, nó ôm vừa đó, họ gọi là slim fit. Thì cái mã quần của Levi á, thì nó nằm ở đây, ví dụ như 511 là khác, 512 là khác, 551 là khác các bạn. Thì đây là cái 511 gọi là slim fit. Thì màu này nó chỉ có size 31 trên 32. Thì 32 chiều dài á, là 32 các bạn. Thì người trên mất 7 thì mặc là 32 vẫn là ok nha các bạn. Còn mà anh em nào mất 32 ra xuống á thì vẫn mặc là 30. Thì ăn là 30 thì dao động khoảng 98, 99 đến 102 nha các bạn. Đó, thì nó dao động size số, còn size thì chuẩn 100%. 31 này. Đó. 29, 31, 30. Hai màu xanh. Màu xanh là một có màu xanh đậm và một xanh nhạt xíu, đó là hai màu xanh các bạn. Hai màu xanh. Hàng đây mình mua chính hãng 100%, mình mua ở Device Mỹ các bạn. Nhớ nha. Mình không bán hàng ở đây và hàng nhái, hàng hay hay hàng gì tầm bậy tầm bạ thì các bạn nhiều hỏi á, mình chỉ bán hàng mới, hàng 100% của hãng các bạn. Mình mua ở Device Mỹ. À, mình để đây. Đây cũng là 511 nha các bạn. 511. 511. Thì màu xanh đây là màu xanh bán rất là chạy các bạn. Màu xanh đây thì nó không có quách gì cả, mà chắc vải rất là đẹp, rất là đẹp. Co giãn mà co giãn chắc các bạn, cực đẹp luôn. Cái device á thì nhiều bạn hỏi device cái sao nó không in cái chữ device, cái đó nó bỏ chắc hơi bị lâu rồi các bạn, 7 8 năm rồi. Nhưng mà cái móc khóa này, chỗ này nó một in một cánh dơi là biểu tượng của device đó các bạn. Biểu tượng device đây, đây biểu tượng đây nè, thấy không, cái hình là cánh dơi á, thì nó sẽ dập cái khóa chỗ này, dập vô đó, biểu tượng của device. Trong những video mình chỉ cho các bạn bán mua được hàng giả với hàng fake á, phân biệt á, thì mình cái video mình để ở trên YouTube á, thì các bạn xem cái đó thì sẽ biết được. Đây cũng là năm 501 các bạn, 501 của điện. Cực đẹp luôn các bạn, đẹp lắm. Nhiều anh chị hỏi không có hàng các bạn. Thì giờ này nó hàng nó về nhưng mà size cũng hạn chế, size chỉ có 29 30 31 mà trên 32 thôi, chỉ có một cái màu kia là có 30 trên là 32. Đây các bạn, đây là cái dòng premium. Premium thì nó là cực kỳ khó mua nữa. Tắt của nó chỉ một nó 100 đô nhưng mà chất vải của nó là đẹp các bạn. Thì dòng cao cấp của device thì trong device thì có cái dòng premium là dòng cao cấp đẹp cực kỳ luôn. Thì premium thì nó khác về cái chất vải mà và cái độ chất vải và cái da phía đằng sau nó để chiếc lót, và cái da đây là da thật các bạn đó, da thật nên đây gọi là premium. Thì cái premium thì nó có may một miếng nhãn nhỏ đây đó, Levi's premium. Thì cái premium này thường đó là nó chỉ nó tới 90 đô các bạn, 89 với 98 không à, gần 100 đô các bạn tới quần. Thì riêng cái premium thì nó sale không bao giờ dưới bốn mấy đô các bạn, ít lắm, không bao giờ có. Thì ở đây á mình mua giờ mình bán 1,3 triệu, 1,3 triệu một cái quần các bạn. Một cái quần mà mình mua ở Mỹ gửi về tiền cước là 250.000 tiền phí vận chuyển các bạn, tại nó đi đường máy bay á, nó cần 1 ký, 1 ký vậy là 10 đô á, 10 đô á, nó không ship ở ngoài nước Mỹ các bạn, tại vì device nó có tất cả các chi nhánh ở trên toàn thế giới. À, thì nó sẽ chỉ tới đó cho mình mua. À, riêng device Mỹ á thì nó là thị trường Mỹ,
nó cái cách nó khác, nó bán cho người Mỹ, nó bán rất là nhiều nhiều các bạn, nó ưu tiên cho thị trường Mỹ lắm, nó sale. À, nhưng mà mình muốn mua thì nó sẽ chỉ mình tới device ở cái nước mình ở đó, còn nó không bán ở nước Mỹ. Thì mình muốn mua thì mình phải nhờ người thân hoặc là mình đăng ký một tài khoản của nó, mình mua về Mỹ. Rồi giống như mình mua về Mỹ đó, mình giả đó mua về Mỹ rồi người thân ở Mỹ mới nhận về gửi về. Chứ nó biết thì nó cũng không thể bán, nó hủy tài khoản đi các bạn. Đó. Cái riêng cái đề và cái 511 và premium với cái 501 và premium mình bán dòng là 1,3 triệu các bạn. Nếu có này ở Việt Nam bán rất là cao, khoảng 2 triệu mấy trở lên. Đây cũng là 501. 501 là cái màu hồi nãy mình đây các bạn. Đây. Đây, 501 nó có hai màu các bạn. Đây, màu xanh nó có hai màu. Đó, các bạn thấy không? À, có một cái màu xanh xanh không đậm lắm, một cái màu xanh dạng như xanh đậm luôn, đậm đen luôn. Đây. Đó, nó có hai màu. Đó. Hai màu, hai màu cụ điện. Đây là hai màu cụ điện. Đây các bạn. Đây là cái 501 premium. Thì hàng thường mình mua ở Mỹ về á khoảng 1 tháng mấy mới về Việt Nam các bạn. Nếu các bạn mua liên tục á thì đủ một thùng rồi nè, khoảng 20-30 kg thì người ta gửi về cho mình á. Còn còn dưới 20 kg thì mình phải dùng hàng mình gửi về từ từ, thì liên tục thì hàng nó sẽ lề liên tục. Có màu đây cực kỳ sắc nét và đẹp đẹp mê luôn đấy. Các bạn thấy đây là cái 501 premium. Thì 501 premium này cũng chắc, này cũng chắc cotton, nhưng mà thực tình là nó có thời trang nhẹ rất đẹp. Các bạn thấy premium, cái premium á thì ở trên cái lưng này các bạn, người ta may chỉ một kim. Là sao, là cái dòng premium này, cái dòng xuất phát hình như là cho thị trường Nhật. Đây, đa phần mà người Nhật họ mang cái này này, là nó móc xích thì nó sẽ cộm cái lưng, các bạn chạy lưng á, nên nó là một chỉ này, các bạn thấy chưa? À, nó may một kim giống như dạng thủ công đó. Thì ở trong này nó cũng có chữ Levi premium. Thì cái quần này tới 98 đô, riêng 501 premium thì tới 98 đô, là 100 đô các bạn. Ở đằng sau nó có một cái tách da nó khác biệt, các bạn thấy chưa, rất là đẹp. Nếu dòng premium anh em nào mặc dòng premium đó, thì dòng premium đó là vẫn có dòng cổ điển các bạn, cổ điển là không quách, nhưng mà đây là dòng có thời trang nhẹ. Còn dòng premium là dòng cổ điển, nó cũng giống như kia nhưng mà nó cổ điển, là nó cũng không y xì gì luôn, nhưng mà nó khác này. Nó cũng có dòng cổ điển, chắc nó khác một tí. Cái quần này mình bán 1,3 triệu các bạn. Dòng dòng premium này là dòng cao cấp của Levi các bạn. Riêng cái dòng này mà ở Việt Nam bán á thì khoảng 2 triệu mấy trở lên, 2,4 triệu, 2,3 triệu trở lên nha các bạn. Cái đây cũng màu đó cũng 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 giống như các bạn đó, màu giống vậy đó. Mình đưa cho các bạn coi lại nha. Đây là dòng thời trang, anh em nào mà muốn mặc cho nó bụi bặm xíu á, thời trang thì đó, thì mua cái thời trang này mặc. Cái đây là bà rơm nút, còn 501 là nút hoàn toàn 100% các bạn, nó không bao giờ có dây kéo nha. Anh em mà mua mà 501 dây kéo là hàng nhái, hàng tầm bậy nha các bạn, nhớ nha. Tại vì cái dòng của nó là dòng đặc điểm của nó là nút, tại vì ngày xưa á, làm cho bằng cu bồ với bạn thì làm sao mình làm dây kéo, kéo đó nó hư lắm làm sao thay, nhưng mà nút có thể là họ đóng lại được, mà nút rất là chắc các bạn, chắc cực kỳ luôn, phải là mình là mặc đời đời luôn các bạn. Đó, nút là để là nó không bị hư, mà chống hư mà nó rất là đẹp các bạn. Nó cái dòng này mình khó tìm lắm, với 551 á, hiện tại á, ở trên thị trường cũng khó bán lắm, tại giá tiền nó cao và device nó ít là sale, ít là sale. Thì mình mua hàng thì có nhiều cách lắm, mình cũng khó khó tiết lộ cho mấy bạn biết nha. Đây các bạn, đây cũng là dòng mà bà premium. Thì bà premium đây là đây các bạn. Đây. Đó. Thì nó có size 30 này, 32 này, 32 này, 30 này. Thì cái inside của nó là 30 á, là gọi là nó ngắn rồi các bạn, thường là nó ngắn rồi, nó khoảng 99 đến 102 trở lại các bạn, 98 gì đó tới 102 nó sẽ giao dịch có khoảng thời gian đó. Còn inside mà 32 á thì các bạn một bách bảy mấy thì mặc inside 32 ok, mà tùy theo bạn, có thể các bạn thích mặc dài cho nó xíu thì cũng được, mà thích bạn có bạn thì không mặc, muốn mặc cho nó ngắn, còn các bạn thích mặc cho nó thùng thình, nó dài xíu đó, mang giày cho nó đẹp, ví dụ vậy đó. Thì 1,7 trở lại thì hay là mình mặc 30 mà mặc ăn là 32 cũng được, chứ mình mặc 7 mà mình cũng thích mặc ăn là 32 thì bình thường nha các bạn. Đây các bạn. Đấy. Đây là màu đen. Thì màu đen á thì hồi nãy mình có đưa cho bạn coi rồi đó. Màu đen á thì dòng premium
đó, dần co giãn. Nếu anh em nào mà mặc slim fit, các bạn thấy đẹp không? Chất vải rất là đẹp luôn, từ cách may nó chất vải nha, cái dòng bao rim này dòng rất là đẹp nha các bạn, rất là đẹp luôn. Từ ở trong trong rút hay trong tem cái gì cũng đẹp các bạn. Ở trên là nó may một kim này nhớ các bạn. À, sau nó có tách da, tách da. Đây là gọi là dòng premium. Thì premium á thì mình bán 1,3 triệu, 1,3 triệu là đẹp, giá đẹp cực kỳ đẹp luôn các bạn, đẹp lắm. Tại nó không có mua không được chứ không phải là luôn các bạn, bảo đảm cho các bạn mua không được luôn, không ai bán cái giá 1,3 triệu mà premium. Đây các bạn, màu đen 5-1, đây là cũng 5-1 của điện. Thì nó không đủ size các bạn, 5-1 của điện. Thì cái dòng của điển này, cái dòng màu xanh này các bạn không? Đấy, dòng màu xanh của điển này nè. Các bạn thấy đẹp không? Lung linh không? Chất của 501 thì các bạn khỏi chê. Đẹp mà nó mê luôn các bạn. Nếu mà anh nào mặc 501 rồi đó thì không thể sẽ mà mặc hàng khác được các bạn. Đây là dòng của điển màu xanh nhạt hơn. Thì cái này nó có size 29, 29, 30, 34. Đây các bạn. Thì nó có ít xài lắm, tại mình mua nó cũng ít. Thì 29-30, các bạn thấy không? Cái này mình bán 1,2 triệu nha các bạn, 1,2 triệu. Anh em nào nhanh chốt nha, chứ nhiều lúc nó hết hàng rồi á, rồi điện cho mình không có, tại sao hàng hết nha các bạn. Thì mình livestream nên là mình sẽ bán hết. Mình bán ở đây, nếu các bạn không vừa xài mình đổi xài cho bạn miễn phí nha. Đó là sự uy tín. Đây 501. Đây là màu, đây là màu 1, màu 2, màu 3. Đây màu 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 4 các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Hay các bạn thấy dòng cổ điển của Device không? Cực đẹp luôn. Vải cực đẹp luôn. Các bạn thấy không? Đây, đây size đây là size 32-30, cái màu đây nó chỉ có hai size là 32-30 và 34-30 hay sao các bạn. Đó, các bạn nhanh chốt nha. Các bạn nào mua mà cảm thấy không tin tưởng thì nên đừng mua cho mình ship ra. Thứ nhất là mình tông ship, thứ hai là quần gối về nó mất công, rồi mấy khách khác là mua không được nữa các bạn. Đó, các bạn không biết hàng thì nên tin tưởng mà mua để xài một lần đi. Còn các bạn mình bán ở đây cũng 7-8 năm thì ai cũng biết mình hết rồi. Màu nó cực đẹp các bạn. 501 của điện, mê luôn. Đây là cái 501 premium. Đây premium, đây nó có thời trang nhẹ, mình chụp cho bạn, mấy bạn thấy rồi đó, thời trang nhẹ. Đây là premium, các bạn thấy mê không? Đẳng cấp luôn các bạn. Dòng 501 là dòng đẳng cấp luôn các bạn. Ống của nó khoảng 19-20, mặc cái quần đẹp lắm các bạn. Thì đây là dòng premium. Premium mình bán 1,3 triệu các bạn. Các bạn tìm cả thị trường luôn, bây giờ 501 khó lắm các bạn. Các bạn chốt nhanh nha, mình có size 32-30. Khách của mình bán từ Nam ra Bắc. Bán đông lắm các bạn. Tại mình bán hàng các anh chị mà xài hàng hãng rồi á thì họ nhìn họ biết liền à, họ đã từng tải mua của mình rồi á thì họ đã mua các chỗ store hết rồi, nên họ rành lắm, họ nhìn họ biết cái hàng nào họ gì họ mặc rồi họ biết liền đó. Nên các bạn cứ an tâm. Cái màu đây các bạn, cái màu đây là cái màu đây, màu đây nó có size 31-30 nữa nè, 29-31-34 nha các bạn, 29-31-34. Đây này, 34 đó, màu đây các bạn, 29-31-34. Thì các bạn nào chốt thì nhanh nha. Đây các bạn, đây là màu, màu đây cũng là màu cổ điển. Màu cổ điển là màu sáng nhất. Đây các bạn, đây màu cổ điển là màu sáng nhất. À, màu sáng này là màu số 4 các bạn, mình gọi là số 1, số 3, số 4. Thì cái cút nó thì nó nằm ở đây, thì các bạn như là cái mã đây là mã 0134 nè các bạn, là màu số 4, không mà cút của nó là 04501134 nè các bạn. Thì cái này hình như là mình thấy nó sản xuất ở Ai Cập hay Mexico vậy nè. À, cái này nó sản xuất ở Mexico,
màu xanh kia cũng là Mexico các bạn. Nói chung là nó made in thì các bạn, là nó gia công ở nước các nước các bạn. Dòng cổ điển là dòng đặc biệt của nó đó các bạn, nó gia công chắc phải đẹp lắm. Thì nó gia công ở Ai Cập và Mexico và Pakistan. Đó, đa số là mình thấy nó gia công ở ba nước đó dòng cổ điển. Đó. Thì cái này mình bán 1,2 triệu. Đây các bạn có xem chín nữa nè. Đó, cái màu đây các bạn, có xem 9/30. Đó, 9/30, 34, 34. Đó. Ở đây mình bán hàng mà nó nổi tiếng lắm các bạn, nên các bạn không có cái ngại mà mua hàng nhái, hàng fake, hàng gì mất công. Các bạn bạn suy nghĩ chi nó đau đầu các bạn. Thì ở đây mình săn sale được á, mình mua nhiều cách để được cho các bạn giá rẻ. Đó, thì giờ mình bán mình cũng kiếm xíu, các bạn cũng mặc được cái quần xịn. Chứ các bạn bỏ ra 2 triệu, 2 triệu mấy mua cái quần này á, nhưng Việt Nam nó không có bán cái mã cổ điển này ở Việt Nam các bạn. Nó dùng cho thị trường Mỹ là đa phần, và ở châu Âu các bạn thì cái cổ điển này nó dùng ở nước ngoài rất là nhiều. Còn ở châu Á mình nó bán một cái loại co giãn mỏng hơn, tại vì cái nhu cầu của Việt Nam mình hầu giờ nó thường người ta thường thích mặc vậy, họ chưa tiếp cận được cái cổ điển này các bạn. Còn ở phương Tây họ thích, rất là thích mặc cái dòng cổ điển này các bạn, tại vì thứ nhất là nó chắc phải nó đẹp và nó bền, và giặt nó không có bị nhão các bạn, rất được, càng giặt càng đẹp. Thì anh chị hỏi màu đen này cực kỳ nhiều các bạn. Thì màu đen này đợt này á, màu đen thì đợt này mình về, tại màu đen thì rất mua không được các bạn. Màu đen này á thì anh chị hỏi rất nhiều, thì trước mình mua không được màu đen luôn á. Thì mình dù mình mua được màu đen, thì màu đen này các bạn thấy không, chắc vậy của màu đen cổ điển. Đây là dòng dòng 501 đen cổ điển các bạn, đen cổ điển. Thì nút của 501 của hàng hãng á, liều trắng giống vậy nè các bạn. Đó, nhiều lúc nó có cái màu khác, màu chì đó, mà thường là mình sẽ màu trắng rồi tới màu chì, mà những cái nút đã chắc lắm, cực kỳ chắc luôn. Nó có mã số hết các bạn. Thì màu đen này là dòng mà 501 cổ điển các bạn, thì các anh chị rất hỏi rất là nhiều luôn. Đó, hỏi rất là nhiều. Thì hôm nay mình về, thì cái giá 501 mình bán 1,2 triệu các bạn. Thì cái đây nó sản xuất ở Mexico, Ai Cập, Pakistan nha các bạn. Thì cái mã màu đen này thì nó có hai mã, không mà code của nó là 00501 0660 các bạn. Thì cái mã này có nhiều người anh biết, nhiều anh chị biết hết rồi. Thì nó có size 29, 30, 31, 32, 33 và 34 trên L32, và riêng cái size 32 thì nó có L32/32 các bạn. 32/32 và 32/30, 29/30, 30/30, 31/30 và 33/30, 34/30. Đây là có 32/30. Đây là dòng gọi là dòng cổ điển, là cái tách truyền thống. Nếu cái tách này nè các bạn, nó có cái đường gạch nè, các bạn có không thích cái tách này các bạn gì gấp vậy, bạn lấy cái kéo cắt đi, cắt miếng dư này đi. Nhưng mà cái dòng 501, cái dòng tách dư cổ điển ngày xưa giờ nó để vậy, các bạn thích cắt thì về cái cắt bay cái tách này đi. Đó, còn không thì để vậy, đều cũng địch lên đó. Và cái lâu lâu á thì device nó có một cái chữ R cái tim sâu các bạn. Thì ở đây thì mình giải thích cho các bạn, ở đây là cái ví dụ như 1 triệu quần ha là bao nhiêu quần, nó có 1,000 quần cái chữ R đó. R là cái giống như là cái phiên bản đặc biệt của nó đó, R đó. Nên các bạn mà được cái quần R này cũng là có may mắn nha các bạn. Cái 501 màu đen này á, thì nhiều anh chị hỏi nhiều lắm nha. Chất vải rất là đẹp, nó cũng là chất cô tông cực đẹp luôn. Đen là đen tuyền các bạn. Thì ở đây mình bán 1,2 triệu nha các bạn. Nhanh, anh chị nhanh nha. Đây màu đen, đây các bạn, màu đen chất vải rất là đẹp luôn các bạn ha, chất vải rất là đẹp, nhiều lắm các bạn. Cái đây mua không phải là dễ đâu các bạn, không phải là cái hồi mình mua giá nó còn cao nữa, có gì mình bán 1,2 triệu là mình bán là quá mềm các bạn, chứ không phải là. Đây các bạn, cực đẹp, để mình cho các bạn coi tách của nó, là tầng là màu đen, tách của nó tầng là 79 đô, 50 là 80 đô một cái quần các bạn, nhân đô 25 mấy. Màu đen, đen 501 cực đẹp luôn. Thì anh chị hỏi màu đen rất là nhiều. Màu đen thì nó dòng cổ điển mà, nó là dòng đen tiền luôn. Đó, đen tiền cổ điển.
Thì riêng màu đen thì và quần á thì các bạn nhớ nha, quần các bạn nhiều anh chị hỏi mình nó quần á giặt sao cho nó bền nó lâu. Thứ nhất là các anh chị giặt á thì lộn lộn trái lại, phơi cũng lộn trái lại, phơi như nhớ nha. Đó thì nó giữ được cái quần nó bền. Thứ hai là đừng có cái dùng thuốc tẩy bứa tẩy nha, tuyệt đối. Đó, còn các bạn sai lầm là bỏ chung với cái đồ khác á, nhưng đồ khác nó bị không chất lượng, nó đổ lông á thì nó dính cái lông vô đây. Đó. Còn hàng hãng thì làm hàng hãng á, thì nó tuyệt đối là cái vải của nó cao cấp rồi. À, các bạn màu đen rất đẹp các bạn, thì nhiều lắm, đang cũng đẹp quá, cực kỳ nhiều luôn, nhiều lắm các bạn, cũng là màu đen, màu đen là hình như là đủ size luôn các bạn, đủ size luôn. Còn cái quần màu đen này các bạn mua ở Việt Nam là hơi bị cao tiền luôn á các bạn, màu đen này ở Levi Việt Nam rất rất là nhiều các bạn. À, các bạn tranh thủ chút, màu đen riêng có 29/30, 30/30, 31/30, 32/30 và 33/30, 34/30, đủ size cho các bạn nha. Màu đen đợt này mình mua ở trong hãng Levi's về, màu đen đợt này cực kỳ đẹp luôn, vải và cách nào cũng đẹp, đẹp mê hồn các bạn, nhiều lắm các bạn. Thì cái màu đen này nó cực kỳ nhiều luôn các bạn, mình mua khoảng cả 100 cái luôn á. À, 100 cái nên các bạn màu đen đó thì các bạn nhớ chút nha. Này, các bạn có nhìn nè, đẹp mà nha, vải cực đẹp luôn. Các bạn có mấy bạn nhận hàng màu đen, anh nhìn cái màu đen sau, màu đen đợt này sau cực kỳ đẹp luôn. Này, Ai Cập nha các bạn, Ai Cập với Pakistan, đa số Ai Cập Pakistan rất là đẹp, các bạn chốt nhanh nha. Tại năm đó một bây giờ miếng Tết mình có về được nữa không thì mình không biết nha. Mình được, cứ có hồi nào thì các bạn cứ cứ mua hồi đó nha các bạn. Tại vì mình mua nhiều quá một thời gian nó sẽ khóa tài khoản hết các bạn, rồi một thời gian nó sẽ mở ra lại. Đó. Cũng có vài cái áo, áo đen các bạn, nhưng mà nó chỉ có size lớn XL các bạn, khoảng 75 80 85 90 kg trở lại đó các bạn, thì nó cũng đều vai. Thì cái áo đen này á, thì cái khoác đen này mặc với cái đồ đen này thì một bộ luôn rồi bạn. Thì cái này á, thì mình bán 1.450.000 các bạn. Thì anh em nào mà cái mua áo thì áo này bây giờ em chỉ có size XL, mình có size XL, XL thì khoảng 77 78 kg trở lên, 85 kg mặc ok, 90 kg mặt cũng được các bạn, tại nó XL lắm. Đó thì cái này mình bán 1.450.000, nó là chất cotton 100%. Thì anh em nào chốt thì mua, mình tại áo đen này, áo khoác đen này mình chỉ có cái size XL các bạn. Thì mình không có quay nhiều, tại nó có 7 8 cái XL. Thì trong cái các bạn mua hàng các bạn đăng ký cái YouTube á, thì bấm vô cái chỗ mà đăng ký cái kênh, rồi các bạn bật vô cài đặt, nó có chữ có cái thông báo, bật cái thông báo lên thì cái video nào mình đăng lên mới nhất á, thì nó sẽ hiện lên cho bạn, bạn coi hàng nó đưa về, hàng nó về mình đây, thì các bạn kịp thời mua mua các bạn. Thì ở đây mình bán, hiện giờ mình bán ở trên mạng là mình là bán hàng uy tín lắm, mình chủ những cái group lớn lắm bạn, 40 50 ngàn người không à. Đó thì mình bán dạng là uy tín lắm các bạn. Thì mình có thể mình bán hàng gì ra hàng đó, hàng hiệu mình chứ đổi trả cho mấy bạn, là ví dụ như trường hợp là ví dụ như là trong vòng 15 ngày 10 ngày còn y nguyên tem hết là mình đổi trả hết. Thứ hai là mình miễn phí cho bạn cái tiền mà mình đổi hàng đó, không lấy phí đó. Các bạn nhận hàng, các bạn đừng mua, các bạn coi thử xong rồi các bạn trả lại. Nhiều lúc đưa 20 30 ngàn mình không 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 nhận luôn. Tại sao? Bạn giống như mà bạn coi thử hàng, mà hàng hàng hiệu mà gửi đi mình đã bán giá giá săn sale cho mấy bạn rồi, mấy bạn còn coi đi rồi mấy bạn trả đi hàng lại hư hàng hết, về rồi mất hàng nữa các bạn, shipper mất hàng nữa, shipper đâu biết cái quần nó giá trị bao nhiêu. Rồi hôm nay mình quay sơ bao nhiêu các bạn, đây là dòng 551 cổ điển. Thì các bạn chốt hàng thì nhanh nha, nhanh. Zalo thì mình có 2 số, thì mình cứ để lên cái chỗ mô tả đó với cái màn hình của cái video đó các bạn. Bye bye các bạn.